Chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình trồng cái cây hồng môn ở trong nước nha. Là có nghĩa là mình sẽ chuyển từ đất mà sang nước. Cái này mình trồng từ rất lâu rồi. Nhưng mà có rất nhiều người hỏi mình là cái cách mình trồng như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn. Thì trước khi làm mình cho các bạn coi cái cây hồng môn của mình nha. Đây là cái cây hồng môn đây, ở trong chậu này các bạn. Cái này là chậu người ta trồng đất, là mình mua ở ngoài tiệm về thì nó sẽ như vậy. Còn đây là cái bông hoa của nó, mua về trưng rất là đẹp. Các bạn có thể trồng ở trong nhà đấy, miễn là có ánh sáng, hoặc là các bạn có thể trồng ở bên ngoài với ánh sáng mà mình che vừa đủ. Còn cái chậu này là mình đang làm đây này, là tí nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà mình làm luôn. Còn đây là một cái chậu nữa. Đây, ngay lấy nhỏ như cái ly thôi. Các bạn thấy là rất là nhiều hoa đây này, đang nở đây. Rất là đẹp. Cái này thường là mình thấy có hai loại, một màu đỏ và một cái loại màu trắng. Cái nhỏ xíu là nó ra, các bạn nhìn nó giống như là trái ớt đây này. Đấy, về sau rồi nó sẽ nở ra thành cái đó. Đây, còn cái chậu này là mình đang trong nước rồi này. Các bạn nhìn thấy hoa nó cũng, cái này đang sắp nở nha. Đấy, cái này nó nở rồi đây. Đây nè các bạn, mình cho các bạn coi luôn. Đấy, các bạn nhìn trong thủy tinh thì trồng để trong nhà nó rất là đẹp, mà nhìn nó cũng trang trí đó. Để mà làm ấy các bạn, thì trước tiên là các bạn phải lấy cái cây ra khỏi cái đất. Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ không có lấy đất ra đâu. Cái này thì dễ lắm, các bạn chỉ cần bóp cái chậu xung quanh như vậy thì các bạn gõ vào cái đáy chậu thì các bạn lấy đất ra thôi. Rồi các bạn sẽ lấy hết đất ra, giống như cái chậu này cũng vậy. Rồi các bạn lấy cái ra, đập hết ra rồi các bạn lấy ra nha. Bởi vì mình làm cũng tương đối nhiều rồi, mình phải để lại mấy cái này để mình trưng. Có người ta thích đất đấy các bạn. Mình chỉ để một số cái mà ở trong nước thôi. Rồi bây giờ các bạn mà muốn trồng trong nước thì các bạn phải có một qua một cái thời gian là mình dưỡng cây để cho nó ra cái rễ mà ở trong nước các bạn. Cái cây thì nó có hai cái loại rễ. Khi mà các bạn trồng ở trong đất thì nó sẽ có cái rễ như vậy, những cái rễ mà nó đen đen đây này. Thì khi mà các bạn ngâm ở trong nước để mình dưỡng nó đó, hay là mình gọi là chuyên hình cho nó để cho nó quen với nước, thì những cái rễ ở trong đất này nó từ từ nó sẽ thối đi. Thì thối đi á thì các bạn làm sạch nó đi. Thì bây giờ mình sẽ đem ra, mình sẽ làm sạch cho các bạn. Và các bạn thay, nếu mà tốt đó các bạn thì các bạn thay cho mình khoảng độ 2 ngày các bạn thay nước một lần. Bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình sẽ làm cho các bạn để mình làm sạch cái rễ nha. Cái cách mà mình làm. Rồi bây giờ các bạn thay nước đây. Các bạn sẽ đổ hết cái nước này đi cho mình, cái nước cũ này. Rồi mình rửa cái chậu luôn. Thông thường thì các bạn mua mấy cái chậu bằng thủy tinh như này thì nó sẽ đẹp hơn, nó sáng hơn là cái chậu bằng meca đó các bạn. Meca thì nó bằng nhựa, nhiều khi nó mờ xấu lắm. Đấy, khi mà mình trồng các bạn thì mấy cái ở trong nước ấy, khi mà các bạn bỏ từ đất vào nước thì mấy cái rễ mà ở trong đất nó sẽ bị bục đi như vậy này. Mà nếu mà các bạn mà để trong nước mà lâu, khoảng độ một tuần hay tùy theo, có khi vài ngày nó sẽ bị thối, bởi vì là những cái rễ này nó sẽ bị phân hủy. Trong thời gian thối đó thì nó cũng sẽ sinh ra một số những cái rễ nước đó, nó sẽ có màu trắng. Thì bây giờ mình sẽ đơn giản lắm, các bạn sẽ bỏ vào cái vòi, các bạn giống như là mình gội đầu thôi. Rồi các bạn sẽ làm sạch mấy cái rễ mà nó bị thối đấy, các bạn sẽ lấy ra cho mình. Thì cứ một vài ngày các bạn sẽ làm cho mình như vậy thì nó tự nhiên hơn, các bạn không có cần phải cắt. Bây giờ một số những cái rễ mà nó dài quá rồi nè các bạn, nếu mà các bạn nhìn thấy nó không còn khỏe, các bạn có thể cắt ngắn bớt đi để cho cái khả năng hút nước của nó tốt hơn. Một số những cái rễ yếu mà nó mục, các bạn cứ cắt đi cho mình. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái chậu của mình đây nha. Các bạn không có nên dùng cái nước như vậy. Đấy, các bạn dùng cũng được nhưng mà nó sẽ không có tốt cho cây. Các bạn có thể dùng nước khoáng đóng chai, hoặc là cái nước vào trong vòi các bạn để qua đêm. Đấy các bạn, mấy cái chai của mình như này. Đấy, mình sử dụng xong mình lấy cái vỏ lại, rồi sau đó mình đựng ở trên mỗi một cái chai đấy các bạn.
mình có đục lỗ để mình dùng là mình tưới cây luôn. Các bạn có thể mở nắp ra như vậy cũng được, để cho nó hết cái khí mà người ta khử trùng đi, để các bạn không có cần phải dùng nước suối. Sau đó là mình sẽ lấy ra mình đổ vào cái cây mà mình trồng trong nước. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái nước mà mình đã để khử khí clo vào đây này, qua đêm rồi, mấy tiếng cũng được, thường mình để qua đêm. Các bạn sẽ đổ vào đây cho mình. Các bạn làm như vậy thì cái nước của mình nó sẽ trong rất là lâu. Và tiếp theo là các bạn sẽ mua cái vitamin đây này, cái vitamin B1 đấy nhá. Các bạn ra tiệm thuốc tây, tiệm nào cũng có. Và các bạn mua cho mình cái này. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình một hai viên tùy. Nè, các bạn sẽ bỏ vào trong cái cối hay cái gì cũng được. Này này, các bạn lấy cái thanh gỗ, các bạn lấy cái chày các bạn giã. Sau khi mà giã xong cho nó nát đấy các bạn sẽ bỏ vào trong cái chai nước vào cho mình. Các bạn dùng một chai để chuyên môn thì chỉ sử dụng để làm B1 thôi nha. Rất là tốt cho những cái cây ở trong nước. Nó giống như là phân đấy các bạn. Cái phân này nó rất là nhẹ mà nó vitamin, nó không có sao hết. Rồi các bạn bỏ nước vào cho mình một cái chai như vậy ấy, chai nước suối này này, các bạn có thể cho mình là 2 viên đấy là được rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì mình cho có độ 2 viên 3 viên cũng được, không có sao hết. Rồi các bạn sắp đều lên cho mình vậy này. Rồi bây giờ đến cái nước của mình nha, các bạn sẽ cho mình một chút xíu vậy được rồi. Là cái này chính là cái phần để cho nó ăn đấy các bạn. Rồi các bạn ghi chữ lên cái chai nha, là B1, vitamin B1. Đây, các bạn mua cái này cho mình, vitamin B1 đây này. Rồi là xong. Rồi các bạn cứ để ở đây dưỡng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thay nước cái này nha. Rồi sau đó là mình sẽ nói với cho các bạn là cái một số những cái lỗi mà mình gặp thường gặp. Bây giờ các bạn sẽ đổ cái nước này đi. Sau đó là bây giờ mình ra mình sẽ làm sạch cái này nha. Cái nước trong vòi khi mà mình rửa thì nó không sao đâu, nó có clo, nhưng mà tí nữa mình cho vào kia thì nó hết, bởi vì nó không có còn lại bao nhiêu hết á. Còn mình bỏ vào mình ngâm thì nó không có tốt, nó hay bị vàng mới cháy cái lá, mà nhất là mấy cái đầu lá là hay bị vàng. Còn khi mà các bạn rửa để nó xả đi thì không sao hết. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vào đây. Các bạn bỏ tới cái gốc của nó được rồi, không có cần phải bỏ nhiều. Sau đó là cái B1 đây này, các bạn bỏ cho mình một chút xíu. Cái liều lượng không có quan trọng, các bạn bỏ một chút xíu được rồi, giống như mình mới làm đó. Là các bạn để cái chỗ ánh sáng nha, ánh sáng như mình đang ở đây là đẹp đây này, ánh sáng như vậy là đẹp. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái lỗi mà mình gặp nha, khi mà mình làm cái cây này. Ở cái chỗ này các bạn nhìn ở trên này, nó có cái miếng tôn mình để này. Một số cây ấy, thì nắng nó ok. Ví dụ như là mấy cái cây xương rồng đây này, cây quỳnh như này, hay là một số những cái cây đây thì nắng vào nó không sao hết. Nhưng mà đối với những cái cây này nhá, nó cái chịu chịu nắng của nó rất là kém. Mà các bạn ấy thì khi mà nó bị nắng dầu nó nóng đó, là lá nó sẽ bị rũ xuống như vậy. Thế mình sẽ phải dưỡng lại cho lá nó thẳng lên, để mà tránh cái trường hợp như vậy á. Các bạn không có nên để những cái chỗ sáng như vậy. Đấy, các bạn để cái chỗ nó hài hòa thôi. Đấy, các bạn thường xuyên thay nước cho mình 2 ngày một lần. Đây, các bạn để những chỗ như vậy. Các bạn nhìn thấy ánh sáng nó chỉ là ánh nắng nó chiếu vô thôi. Để mấy cái cây mà indoor đó các bạn, trồng trong nhà để đây nó rất là thích. Đấy, nó gió cũng rất là nhẹ nhàng. Bởi mình để bên ngoài đó các bạn, có cái mái che ở bên bên trên. Một cái lỗi tiếp theo mà mình gặp nữa là cái hiện tượng nó bị thối rễ, là các bạn để lâu quá hoặc là các bạn quên thì cái rễ mà nó bị mục ra đó các bạn, nó sẽ làm thối cái nước này, và sau đó cái nước thối này nó sẽ làm hư cái cây của mình. Đấy là lý do mà tại sao mà mình khuyên các bạn là 2-3 ngày là các bạn nên thay nước một lần, hoặc là khi các bạn nhìn thấy là nó bắt đầu mà nó có cái màu nước mà nó chuyển màu đục đục đó các bạn, là các bạn nên thay nước cho mình. Mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa nhé. Các bạn đổ hết đi. Các bạn thay nhiều thì nó sẽ làm sạch cái bộ rễ này luôn, mấy cái chỗ mà đất nó còn lại đó các bạn. Nó từ từ nó sẽ tan ra. Rồi nó sẽ cho các bạn mấy cái rễ trắng, là mấy cái rễ mới. Lúc đó thì cây của mình nó rất là khỏe. Nước các bạn sử dụng đúng các loại nước mà mình mới vừa mới nói.
là các bạn có thể sử dụng nước suối đóng chai thì nó là tiện nhất, nhưng mà cái đấy là các bạn phải mua. Nhưng mà nó ngược lại thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho mình, mấy cả nước suối mình thấy nó cũng rẻ, nó không có mắc tiền. Có một cái tiếp theo đó là các bạn trường hợp ví dụ như mà mình bị cái rễ mà nó bị thối đó các bạn, nó bị mục, mà các bạn làm giống như mình vừa rồi mà nó vẫn chưa giải quyết được cái công chuyện của mình là nó bị cái vấn đề như vậy, thì các bạn sẽ đem cái ra các bạn phơi cho mình. Các bạn không có dùng phơi nắng nha, mình chỉ phơi ở cái chỗ thoáng mát thôi, để cho cái lá này nó vẫn còn tươi mới xanh như này, hoa nó còn giữ được cả hoa luôn. Các bạn chỉ cần để như vậy, nhất là cái mùa hè này nó khô rất là nhanh, để cho mấy con nấm mốc với một cái gì nó còn trong này nè, nó sẽ khô và nó chết bớt đi, nó sẽ không có làm hại cây của mình. Một số người thì người ta có thể xử lý bằng vôi để người ta xử nấm, nhưng mà mình thì mình chưa có thử qua cái cách đó, cho nên là mình cũng không có dám chia sẻ với các bạn. Là các bạn cứ để như vậy 1-2 ngày cho nó khô đi, nó không, cây nó không chết đâu. Các bạn chỉ xịt cho nó một tí nước nếu như các bạn thấy nó khô, còn bình thường các bạn để như vậy nó vẫn còn sống. Rồi sau đó là các bạn sẽ bỏ vào nước làm lại cho mình. Rồi như vậy là mình đã làm xong cho các bạn rồi đó các bạn, là cái cách mà mình chuyển cái cây hồng môn từ đất sang nước. Đây là các bạn, mình có làm một cái cây này là cái cây Masteria. Đấy, mình cũng chuyển từ đất sang nước luôn. Cái cây này là cái lá của nó có cái lỗ này này, là cái kiểu nó như vậy luôn. Đấy, các bạn có thể trồng trong nước giống như mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn luôn. Còn cái này là nó còn đang ở trong đất này này. Đấy, mấy cái cây mà trồng trong nhà hay là indoor là các bạn đều có thể thử theo cách này. Đây là mấy cái cây mình đã làm, vừa mới làm cái này các bạn. Cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.